Xin chào tất cả các bạn, và hôm nay thì mình có một cái thắc mắc là không biết là những người mẫu khi mà họ lên sân khấu thì chúng ta vẫn nhìn thấy rằng là họ ở trên sân khấu như thế nào, nhưng mà mình rất thắc mắc thì người mẫu sẽ nhìn thấy chúng ta như thế nào. Và chính vì vậy là hôm nay mình sẽ bí mật, mình sẽ làm một cái mấn, và trên cái mấn đó mình sẽ gắn một chiếc camera hành trình lên trên này, và mình sẽ thiết kế nó và để làm thế nào mà khi người mẫu lên sân khấu họ đi từ trong ra như thế nào, họ catwalk ra làm sao, và chúng ta sẽ biết được là cái cảm giác và cái nhìn từ trên sân khấu của dưới cái góc độ của người mẫu sẽ nhìn thế nào nhé. Không biết là nó sẽ hoạt động như nào. Trước tiên là chúng ta sẽ cho cái camera lên đây và phải giữ cho nó thật là thăng bằng. Làm nào nó phải thăng bằng, không thì đến lúc mà người mẫu di chuyển nó sẽ bị nghiêng, hoặc là nó bị rung rinh. Là sẽ tính đến trang trí làm sao để giấu được cái camera này đi. Wow, nắng quá. Yeah, và mình đã đến nơi, và bây giờ đang là buổi trưa ở đây. Và hôm đây là sân khấu mà tối nay sẽ diễn ra chương trình trình diễn bộ sưu tập áo dài mới của mình. Đây là sân khấu ký ức Hội An. Đây là lần đầu tiên mình đến đây, và mình thật sự là rất là choáng ngợp với không gian ở đây các bạn ạ. Thật sự là rất là lớn. Đây các bạn xem, đây là khấu tối nay. Chương trình hôm nay thì sẽ rất là đông thiết kế, có 18 nhà thiết kế. Thật sự là sân khấu này nó quá lớn và quá hoành tráng, và thật sự là mình cũng sẽ không thể là follow được, và không biết là người mẫu sẽ đi từ đâu đến đâu, và hy vọng là cái này nó sẽ phát huy tác dụng cho tối nay. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với hậu trường và chuẩn bị đồ đạc. Đây là nhà thiết kế Thiện Khánh, cùng gặp gỡ một vài người ơi, đồ đẹp dã man, làm rất là cẩn thận luôn. Rất là nhiều. Đây, pha đây, nó đã nằm ở đây rồi. Hậu trường tối hôm. Sau sân khấu đây, phía sau sân khấu đây. Người mẫu đã bắt đầu stand by và đã chuẩn bị. Trên sân khấu đã chuẩn bị bật lên tàu. Nó đó. Máy quay đã được đeo vào cho cô người mẫu đi đầu tiên, và bây giờ là các người mẫu đang được đẩy ra sân khấu. Các người mẫu đang trên sân khấu, và chúng ta sẽ xem là chiếc máy quay làm việc thế nào và họ đã nhìn thấy gì. Tất cả các người mẫu đã chuẩn bị ra sân khấu.
tôi úp mặt vào đâu mà tối om thế này. Và bây giờ bắt đầu đã đi ra sân khấu. Wow, sân khấu rất là rộng, rất là dài. Và đi thật sự là một cái chặng đường, một cái catwalk dài không thể tưởng tượng nổi. Dung. Khán giả cái gì trời ơi, đỏ mặt quá, xem mà cô này đi đỏ mặt quá. Ồ, thế là đã đi được một vòng và đang quay trở lại. Thằng ở mặt rất là nhiều đèn follow, dọi thằng ở mặt rất là chói mắt luôn. Giờ là đi qua cái câu này là sẽ vào trong cánh gà, thế là hết một phần biểu diễn. Đây, đã xong, nhiệm vụ đã hoàn thành và giờ là các người mẫu sẽ thay đồ cho nhà thiết kế tiếp theo. Đừng quên like, share, subscribe kênh của Cao Minh Tiến để đón nhận thêm nhiều video clip nữa nha. Nam chứ quỷ, hẹn gặp lại tất cả các bạn. Thấy đủ 5 người.